Cù Lao Chàm được biết đến là một trong những hòn đảo xanh biếc, nguyên sơ cây rừng thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Lượng khách du lịch đến đây ngày càng đông đã kéo theo lượng rác thải phải xử lý hàng ngày tăng thêm đáng kể. Dù địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu lượng rác thải, nhưng những dấu hiệu về ô nhiễm đã bắt đầu xuất hiện. Lâu nay, toàn bộ rác thải sinh hoạt trên đảo hiện đều được thu gom tập trung trên núi tại Eo Gió để đốt bằng lò đốt rác có công suất khoảng 3 tấn một ngày. Thế nhưng máy đốt chỉ đáp ứng được nhu cầu của dân trên đảo. Còn vào những ngày cao điểm mùa du lịch này, hệ thống thường xuyên bị quá tải. Là đêm Cù Lao của Cù Lao Chàm á, là bà con là đứng về để mà chiêm ngưỡng cái đêm về chùa. Mà đằng đây là cái cống là thất cái mùi hôi thối, cho nên là dẫn đến cái chỗ là ảnh hưởng đến khách. Còn đây là dãy nhà hàng trên bãi ông, nơi tập trung lượng lớn du khách đến thưởng thức đặc sản địa phương. Phía sau dãy nhà hàng này, nước thải chảy tràn và tù đọng. Không chỉ khu vực này mà toàn bộ nước thải sinh hoạt trên đảo đều đổ trực tiếp ra biển. Không chỉ bốc mùi hôi thối mà còn gây ô nhiễm vùng nước biển gần bờ và các rạn san hô quanh đảo. Nhưng mà dân cũng đề nghị nhiều lắm. Rồi cứ nói chung là mấy ông ủy ban ở đây cũng hứa là nói chung là chờ thành phố giải quyết, chứ còn ủy ban ở đây là không giải quyết được cái công trình này được. Họ nói rằng là cũng chưa can ca hết được trong vấn đề về xử lý môi trường so với cái sức quá tải, có thể là vượt hơn cả 1.000 lần so với người dân ở đây. Kể từ khi được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, lượng du khách đến với đảo Cù Lao Chàm liên tục tăng mạnh qua mỗi năm. Nếu như con số du khách đến với Cù Lao Chàm vào năm 2009 là 26.000 lượt, thì chỉ tính riêng năm 2016, con số này đã là hơn 400.000 lượt. Nếu như người dân đảo thực hiện khá tốt việc giữ gìn vệ sinh, hạn chế sử dụng túi ni lông, thì khách du lịch lại thải ra môi trường rất nhiều. Hiện nay đã bắt đầu hạn chế khách ra đảo. Cố gắng một ngày như vậy khách ra đảo không quá là 3.000 người. Thông qua cái việc là không cho phát sinh thêm cái lượng cano mà tham gia vào cái tuyến vận chuyển. Dù đã có nhiều nỗ lực xây dựng đảo xanh, sạch đẹp, nhưng rõ ràng Cù Lao Chàm vẫn đang còn thiếu những giải pháp xử lý rác thải bền vững và phù hợp với bối cảnh phát triển của đảo hiện nay. Và để giữ được thương hiệu đảo xanh huyền thoại, thiên đường du lịch của tỉnh Quảng Nam đang bắt đầu thấy không thể đơn giản.